chánh kinh, nhược hữu Bồ Tát nhạo tác thế nghiệp, doanh ư chúng vụ. Nếu có các Bồ Tát ưa làm việc đời, kinh doanh các việc, nhạo là ưa thích làm sự nghiệp thế gian, kinh doanh rất nhiều sự vụ, chúng là đông nhiều, vụ là sự vụ, họ thích thú làm những chuyện ấy. Tuy những điều ấy đều là chuyện Như Lai ngăn cấm. Chánh kinh vi sở bất ưng, làm điều chẳng nên làm. Phật dạy những gì là điều chẳng nên làm. Trong phần trường hàng ở trên có nói 20 lỗi lầm, tiếp đó Đức Như Lai lại nói 20 lỗi lầm kệ tụng để trùng tụng những việc ấy. Những gì chẳng nên làm họ vẫn cứ thích thú làm. Chánh kinh ngã thuyết thị nhân trụ ư sanh tử, ta nói người ấy trụ trong sanh tử. Trụ trong sanh tử là vẫn luân hồi trong lục đạo y như cũ, chẳng thể vượt khỏi tam giới. Chánh kinh thị cố Bồ Tát bất ưng thân cận, vì thế Bồ Tát chẳng nên thân cận. Bồ Tát ở đây là sơ nghiệp Bồ Tát, sơ phát tâm Bồ Tát chẳng nên thân cận những kẻ ấy, bất chước những kẻ ấy. Nói cách khác, đừng học theo họ. Đoạn tiếp theo Đức Phật lại nói càng minh bạch càng rõ ràng hơn. Chúng ta nghe nhưng vẫn chẳng hiểu thì chẳng còn cách gì nữa. Chánh kinh Di Lặc, nhược hữu Bồ Tát đa doanh chúng vụ. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát lo làm nhiều việc, đó đều là sơ nghiệp Bồ Tát, ưa thích làm nhiều sự vụ thế tục. Những gì là sự vụ thế tục? Ở đây Đức Phật nêu ra một thí dụ, quý vị hãy suy nghĩ kỹ thí dụ ấy. Chánh kinh Tạo thất bảo tháp, dựng tháp bảy báo. Phật nói Phật sự tạo tháp bảy báo vẫn là sự thế gian ư? Tạo bao nhiêu tháp bảy báo vậy? Chánh kinh Biến mãn tam thiên đại thiên thế giới, trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới, tạo rất nhiều đó nha. Ngạn ngữ thường nói cứu nhất thân mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Cứu được một mạng người, công đức còn thù thắng hơn dựng một tòa bảo tháp bảy tầng. Những nơi được dựng tháp bảy báo là khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, họ tạo rất nhiều. Vậy mà Phật nói chánh kinh Như thị Bồ Tát bất năng linh ngã nhi sanh hoan hỷ, diệt phi cúng dường cung kính ư ngã. Bồ Tát như thế chẳng thể làm cho ta sanh hoan hỷ, cũng chẳng cúng dường cung kính ta. Chính miệng Đức Phật nói làm những việc như thế, Đức Phật chẳng hoan hỷ, Phật cũng chẳng thừa nhận đó là cung kính cúng dường ngài đâu ạ. Do đây chúng tôi liền tưởng đến chuyện Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Quốc tiếp kiến Lương Võ Đế. Lương Võ Đế khoe khoang công đức, bảo Đạt Ma Tổ Sư trọng làm rất nhiều việc cho Phật giáo, cất 480 tự viện, đồ tăng mấy mươi vạn người, công đức trẫm lớn hay không? Câu nói này nói như bây giờ là đáng nên kêu ngạo. Giờ đây ta mới hiểu câu đáp của Đức Tổ Sư Đạt Ma chẳng khác gì lời Đức Phật nói. Trọn không có công đức gì. Vì sao không có công đức gì? Chúng ta đọc qua kinh văn bèn hiểu ngay. Đó là những sự vụ thế gian chẳng thể liễu sanh tử xuất tam giới, xét ra chỉ là một chút phước báo hữu lậu. Chúng ta lại nghĩ kỹ, trong kinh Vô Lượng Thọ Vua Thế Nhiêu Vương thật là cao minh. Thế Nhiêu Vương là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài cao minh hơn Lương Võ Đế rất nhiều. Ngài nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, giác ngộ minh bạch xong, bèn bỏ ngôi vua xuất gia tu đạo liền. Tâm nguyện của ngài chẳng thể nghĩ bàn, từ bi chẳng thể nghĩ bàn. Sau khi tu hành chứng quả, kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học tối hảo, đem hoàn cảnh ấy cấp cho hết thảy chúng sanh có ý nguyện thành Phật
trong khắp cả pháp giới tận hư không đều hoan nghênh họ đến nơi ấy để tu học. 480 ngôi chùa của Lương Võ Đế làm sao sánh bằng được? Độ tăng mấy mươi vạn người chẳng thể sánh bằng A Di Đà Phật. Quý vị bảo A Di Đà Phật độ bao nhiêu chúng sanh vậy? Chư Phật cùng tính cũng chẳng biết số. Mộc Đằng là ưa thích sự vụ thế gian, khoe khoang công đức của chính mình. Kỳ thật chẳng có công đức gì. Điều này rất đáng cho chúng ta phản tỉnh sâu xa. Đó là chẳng cung kính cúng dường Như Lai đâu à. Đó là tạo nghiệp sanh tử. Chánh kinh: Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát U Ba La Mật Tương Ưng Chi Pháp, nãi chí thọ trì nhất tứ kế cụ, độc tụng tu hành, vị nhân diễn thuyết, thị nhân nãi vi cúng dường ư ngã. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát đối với pháp tương ưng Ba La Mật, cho đến thọ trì một bài kệ bốn câu, độc tụng tu hành, vì người khác diễn nói, người ấy chính là cúng dường ta. Lời thuyết pháp này chúng ta đọc thấy rất nhiều trong kinh điển Đại Thừa. Kinh được người Trung Quốc thích đọc tụng nhất không gì hơn kinh Kim Cang. Chẳng những người học Phật nhất định phải đọc, người không học Phật, người đọc sách trong thế gian cũng thích đọc kinh Kim Cang. Câu nói trên được lặp lại trong kinh Kim Cang mấy mươi lần, nhắc đi nhắc lại nhiều lần như thế, cho thấy câu nói ấy khẩn yếu vô cùng. Phật sợ một hai lần quý vị không nhớ, bèn nhắc đi nhắc lại để tạo ấn tượng khắc sâu cho quý vị. Điều ấy rất khẩn yếu đấy nhé. Tiền đề là pháp tương ưng với Ba La Mật. Đức Thế Tôn giảng kinh Bát Nhã 22 năm, giảng những gì vậy? Có thể tóm gọn trong một câu hay chăng? Chẳng cần chúng ta phải nói, Đức Phật tự nói rồi. Trong kinh Bát Nhã, câu cuối cùng là vô trí diệt vô đắc. 22 năm Bát Nhã là vô trí diệt vô đắc. Vô trí là nói năng không, vô đắc là sở không. Năng lẫn sở đều không. Kinh Kim Cang giảng rất thấu triệt. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đó là vô trí. Tác dụng của tâm là trí, vạn pháp đều không. Do nhân duyên sanh, thể của chúng đều là không, trọn chẳng thể được. Là vô sở đắc, năng lẫn sở đều không. Năng lẫn sở đều không, tâm quý vị sạch không, mới thật sự đạt đến mảy trần chẳng nhiễm đấy. Thế mới thật sự là chẳng có sự gì cả. Kinh Kim Cang dạy phá bốn tướng, phá bốn kiến. Nếu khế nhập năng sở đều không thì mới là cảnh giới viên mãn rốt ráo. Khởi tâm động niệm vẫn có ta người là quý vị chưa không. Chưa không thì chẳng tương ưng với pháp Ba La Mật. Bởi thế mọi người hay hoài nghi. Họ trì một bài kệ bốn câu, sao công đức lại vượt hẳn hơn bố thí bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới? Đừng nghĩ là Phật nói chỉ thọ trì một bài kệ bốn câu. Ngay trước đó là một đại tiền đề. Ắt phải thấy rõ ràng chân tướng sự thật, thông đạt rõ ràng, khế nhập cảnh giới, năng sở đều không. Khi đó thọ trì một bài kệ bốn câu, công đức sẽ vô lượng vô biên. Bởi người ấy xứng tánh đọc tụng tu hành vì người khác diễn nói. Đọc tụng tu hành là tự lợi, vì người khác diễn nói là lợi tha. Chính là Bồ Tát Đạo, tự hành hóa tha đấy. Người như thế chính là chân chánh cúng dường Phật, chân chánh lễ tán Phật, Phật tiếp nhận. Dưới đây Đức Phật giảng cho chúng ta nguyên nhân vì sao. Chánh kinh: Hà dĩ cố, chư Phật Bồ Đề tùng đa văn sanh, bất tùng chung vụ nhi đắc sanh giả. Vì sao vậy? Bồ Đề của chư Phật từ đa văn sanh, chẳng sanh từ các việc vậy. Câu nói này rất minh bạch rõ ràng. Đa văn,
chư vị phải nhớ kỹ là thọ trì một bài kệ bốn câu. Do đây biết rằng đa văn đây chẳng phải là quảng học đa văn. Một bài kệ bốn câu thọ trì chẳng dứt là trùng phước đa văn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Ngài nói là thọ trì một bài kệ bốn câu. Chúng ta suốt ngày niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một ngày niệm mấy ngàn lần, mấy vạn lần, đều gọi là đa văn cả. Vậy sao phải niệm nhiều lượt như thế? Nói trắng ra là vì chưa hiểu gì cả. Một ngày niệm mấy ngàn biến, mấy vạn biến, nhưng một câu A Di Đà Phật vẫn chưa hiểu nổi. Đọc tụng, đọc xong có tu hành hay không? Không tu hành chi cả. Vì thế đó là tu nơi cửa miệng. Trừ cái miệng ra, tâm chẳng tương ưng. Trong tâm vẫn là thị phi nhân ngã, thân cũng chẳng tương ưng. Làm thế nào niệm một câu Phật hiểu cho tương ưng? Tâm có giống với tâm Phật A-di-đà hay không? Nguyện có giống với nguyện của Phật A-di-đà không? Hết thảy tạo tác của quý vị có giống với tạo tác của Đức Phật A-di-đà hay không? Hơn ngữ ý, nếu tương ưng với Phật A-di-đà, quý vị thành công rồi. Quý vị là hóa thân của Phật A-di-đà rồi đấy. A-di-đà Phật giữ lấy tấm lòng gì? Phát những nguyện gì? Quý vị cứ đọc trong kinh Vô Lượng Thọ. Đọc rồi nếu hiểu rõ, nếu hiểu nghĩa, nếu hiểu rồi bèn làm theo. Làm theo 100%, quý vị chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chẳng là một người đâu nha, vô lượng vô biên cơ đấy. Những ai vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A-di-đà Phật cả. Không phải là A-di-đà Phật làm sao sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Hân ngữ ý ba nghiệp giống với A-di-đà Phật mới đúng mới nên. Bởi thế phải từ đa văn chứ không từ các việc. Các việc đó chẳng hạn như dựng tháp bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới, vẫn là luân hồi lục đạo, vẫn y như cũ, chẳng thể liễu sanh tử. Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch vậy. Chánh kinh: Di Lặc nhược hữu Bồ Tát cần doanh chúng vụ. Này Di Lặc, nếu có Bồ Tát siêng làm các việc, cần là rất mạnh mẽ siêng năng, doanh là kinh doanh, rất siêng năng kinh doanh những sự vụ thế gian. Dựng đạo tràng, tạo tháp bảy báo đều là những việc đời. Chánh kinh: Linh bỉ đọc tụng, tu hành diễn thuyết chư Bồ Tát đẳng doanh ư chúng vụ. Khiến cho các hàng Bồ Tát đọc tụng tu hành diễn thuyết kia lo liệu các việc. Có một hạng Bồ Tát ưa thích làm những việc như thế. Họ có phước báo, có oai đức. Lại có những Bồ Tát trở thành học trò, đồ tử, đồ tôn của họ, hoặc là y chỉ nơi họ. Những tiểu Bồ Tát đọc kinh tu hành diễn thuyết đó cũng bị họ dạy kinh doanh các việc. Chánh kinh: Đương tri thị nhân tăng trưởng nghiệp chướng vô chư phước lợi. Nên biết kẻ ấy tăng trưởng nghiệp chướng không có các phước lợi. Hạng Bồ Tát ấy có oai đức, thích thú kinh doanh các sự vụ thế gian. Thậm chí những ai đọc tụng diễn thuyết y chỉ họ đều đồng loạt theo họ kinh doanh sự vụ hết thảy. Những người ấy chỉ toàn là tăng trưởng nghiệp chướng, vô chư phước lợi. Ý nghĩa trọng yếu của lời Phật nói là ở đây. Phước lợi Đức Phật nói đó là phước lợi xuất thế pháp. Bọn họ chẳng có. Nếu là phước lợi thế gian, họ có được một chút. Đại phước báo, đại lợi ích xuất thế gian, họ chẳng có chút nào. Chánh kinh: Hà dĩ cố, như thị sở thuyết tam chủng phước nghiệp. Vì sao vậy? Ba thứ phước nghiệp đã nói như thế. Ba thứ phước nghiệp là đọc tụng, tu hành, diễn thuyết. Chánh kinh: Nhất thiết giai tùng trí huệ nhi sanh. Hết thảy đều sanh từ trí huệ.
Nói cách khác, chẳng sanh từ các việc đâu nha. Việc này lý rất sâu, cảnh giới rất vi tế, phải rất chú tâm, rất ngưng lặng để quan sát, thì quý vị mới hiểu được lòng từ bi của Phật, hiểu được lời